Xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị đang tiếp tục quay trở lại video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Hiện tại Ngân đang có mặt trên nhà của hai cháu mồ côi, cháu Hương với cháu Hoa, ông bà, cô chú ạ. Ngân đến đây thì thấy cửa đóng, chắc là có lẽ là các cháu thì đang phải đi học, còn bà thì đi công việc gì đấy. Ngân quay trở lại để cũng muốn là triển khai cái phần mà sửa lại nhà với xây nhà tắm với nhà vệ sinh cho hai cháu Hương với cháu Hoa. Tuy nhiên là trong Tết ấy, khi mà múc cái phần đất ở phía sau thì thấy nó cũng gặp rất là nhiều cái cản trở, bởi vì là cái diện tích đất lòng nhà của hai cháu thì từ cái chiều bờ rào cái đất hàng xóm qua bên này thì chỉ có khoảng độ 4 mét, đồng bà con chú ạ. Khi mà múc vào thì thấy nó rất là hẹp, cho nên là cũng có rất là nhiều cái ý kiến đóng góp của các ông, các bà, cô chú, các nhà hảo tâm để làm sao có cái cách làm nó hiệu quả nhất. Nhưng mà thực sự đến bây giờ thì Ngân cũng chưa biết là nên làm bằng cái cách như thế nào để có thể là giúp đỡ các cháu, cho nên là đến thời điểm này cũng chưa thể triển khai được. Cũng rất là mong các ông bà, các cô chú là có cái phương án nào làm tốt hơn thì cũng cho Ngân xin ý kiến với. Thật ra thì nếu như có điều kiện đấy ông bà cô chú ạ thì làm như nào cũng được, đất thì mình có thể là mình khắc phục được, nhưng mà do cái phần kinh phí nó rất là eo hẹp cho nên là phải tìm cái cách mà làm cho nó hiệu quả và tiết kiệm nhất. Cửa sổ của các cháu là thấy bung hết rồi, là phải bây giờ phải chắn tạm bằng này, rất là lạnh như này. Với ngày hôm nay thì thời tiết lại mưa và rất là rét. Cái đất bên này là đất nhà hàng xóm rồi ông bà cô chú ạ. Ví dụ như mà nhà người ta mà múc đi thì cùng múc thì mình xây hẹp hẹp mà cùng với nhau thì cũng được, nhưng mà cái này thì đất nhà hàng xóm thì mình không thể múc được. Quan trọng đó là nếu như mình xin được người ta múc, múc đi một thể thì lại vướng cả cái đất ở bên kia ông bà cô chú ạ. Bên kia cái tà ly rất là cao như thế. Nếu mà hiện tại giờ mình làm cái nhà ra đến tận ngoài này mà xây sát vào cái bờ này thì sớm muộn thì cái này mùa mưa nó cũng bắt đầu nó lún cái đất xuống dưới kia, nó sẽ bị sát vào trong tường, và về lâu về dài là cái tường nó ẩm và nó sẽ ngấm hết vào trong nhà ông bà cô chú ạ. Trên này thì cái tà ly nó rất là cao như thế này. Bây giờ mà nếu mà làm thì chắc chắn là phải có một cái hệ thống ống nước. Đấy, cái ống phải là đào từ đây. Đấy, Ngân cho cái này là định làm cái sau này là làm cái bể phốt ở chỗ này, nhưng mà nếu mà làm như thế lại phải đào một cái đường ống từ đây xuyên ra hẳn thế này ông bà cô chú ạ. Đấy, và ra xuyên theo cái này, không biết là đất này là cho hàng xóm người ta có cho đào để chôn xuống hay không, hay là mình phải đào sâu vào trong cái lòng nhà này cơ. Đây, ra sâu từ đây ra hẳn nó ngoài cái cống ở ngoài mặt đường kia cơ. Đấy, lại phải có một cái hệ thống nước chảy từ trên kia, từ trên này xuống. Không những là cái nước của nhà vệ sinh đấy, mà còn là cái nước mà mùa mưa nó chảy từ trên cái đồi này xuống này. Mưa to thì chắc chắn nó sẽ chảy ầm ầm từ trên khuy xuống. Nó xuống hẳn cái này là phải có cái ống nước to để chảy ra ngoài kia, không thì nó sẽ tù đọng ở chỗ này, mà thậm chí nó sẽ ngập lên luôn, là ngập cả nhà luôn ấy. Ngân thấy hình như là có bà của các cháu về ngoài kia rồi. Đi ra để thử xem có phải không nhỉ. Đất nó hẹp quá, đường nước nó phải ra sâu. À, đúng không? Ơ, chào mấy ạ. Dạ, bà từ đâu về đấy ạ? À, bà từ ngoài làng á? À? À vâng ạ, dạ vâng. À, bị ốm à bà? Vâng, đi ra thăm người ốm. Vâng. Thế hai cháu Hương với cháu Hoa là đi học hả bà? Vâng ạ. À, hôm nay là học chiều. Hôm nay đi học chiều. Vâng. Năm mới có ăn Tết có vui không bà năm nay? Các cháu về thăm. Vâng. Vui. Vâng. Năm khác còn không vui, nhưng mà năm nay này có các cháu về này, còn có các trong xóm nó còn ủng hộ cho một tấn gạo nữa. À, thế ạ. Đấy, hai gói mứt. À. Đây,
còn cho tiền 500 nữa. Đấy, bà cũng vui lắm. Năm nay là cũng có đầy đủ hơn mọi năm, bà nhỉ? Vâng, năm nay tôi đủ hơn mọi năm, vâng. Còn năm khá không cũng có gì. Cũng có gạo, có thịt, có này kia là cũng được. Vâng. Còn năm ngoái, năm nọ là không có gì, bà phải ốm mày đâu, không có một cái thứ gì. Vâng. Suốt không... là cứ ngồi nửng cái đóng chăn thôi. À, vâng. Không có gì đâu. Vâng. Thế năm nay là cũng sức khỏe cũng đỡ hơn một tí. Thứ hai nữa là cũng có các cái nhóm rồi có chính quyền địa phương cũng quan tâm hơn. Thì cũng có quà này quà kia thì nó cũng đỡ vất vả hơn. Vâng, các cháu với lại bà thì cũng có cái không khí hơn mà nhỉ. Vâng, vâng. Không khí vui vâng. Hơn. Vâng. Năm nay nó có cái phấn khởi hơn đấy. Dạ vâng ạ. Năm ngoái năm nọ đây là suốt kiểu mấy ngày thôi là hai vâng hương với là hoa lại đi lấy thuốc cho bà. À, bà thử cầm cho cháu để cháu đo từ đây xem nhé, ra ngoài đường nó còn được bao nhiêu mét bà nhé. Này vâng, Ngân thử đo xem nó là khoảng bao nhiêu mét để hỏi kỹ lại bên chính quyền địa phương xem các cái phương án xem bây giờ không biết làm phương án nào nữa. Đây, 5 mét là tới đây. Bà ơi, bà đi ra với con với. Đây, bà cho cái chỗ vạch này giúp con nhá. Đấy. Đấy, chỗ này bà, dưới đây bà. Vâng. Hôm nay cũng có hai cháu ở nhà thì ba cháu mình phải đo thôi. Vâng. Ra đến đây thì còn đến đây là 10 mét này. Không biết cái lộ giới người ta quy định này từ trong. Rồi bà thả ra giúp con ạ. Bà cứ thả ra thôi ạ. Bây giờ cho là khoảng con 10 mét đi. Bà lại kéo ra với mình. Đây, chỗ nào? Vâng, chỗ đấy đấy bà. Đây, 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 đây. À, đây. Đó, vâng. Để ra đến chỗ cái... Đất là phải tính từ đến bờ rào này thôi bà nhỉ? Vâng. Hay là đến chỗ này? Đất nhà mình ấy. Nhà mình ở đây là đây thôi. Vâng, không có nghĩa là cái đất mà chiều sâu ra là mới đến mép ngoài này chứ. Ừ, chiều đang phải đến mép nữa chứ nhỉ? Đấy. Cái rào này là bên, đang rào bên trong vườn thôi. Nhà người đấy, ta thôi. Nhà vâng. Người ta. Vâng. Đi tiếng mét rồi, thế thôi. Đến đây thôi. Vậy là còn lại là 12 mét rưỡi. 12 mét rưỡi. Còn cái lộ giới thì ở đây không có cái cột lộ giới nào nhỉ? Ở dưới này có cái cột nào không? Bà thấy có cái cột lộ giới mà cái cột không, người ta làm cột đường đâu. Không? Bà không biết đâu, không thấy. Vâng. Bà không thấy à? Khắp trong này cũng không thấy ông bà của chú ạ. Không biết là người ta căng cho quy định là từ trong đấy, cái sân này là không, ra bao nhiêu? Gì? Xem nào. Cái này chắc không phải chứ. Cái đấy phải không? Không phải đâu bạn, cái đấy thì cái gốc cây à? Cái cột rào người ta chứ. Cái kia mà. Vâng, để cháu xem nào. Hay là cột rào. Có ở đây có một cái hàng gì đây nhỉ? Đây, từ đây vào cái hàng này là hàng gì bà? Cái này cái hàng rào. Cái này cơ mà, cột này này. Ừ. Có một hàng cái chắc cột. Chắc là cái móc lộ đây này. Cái này á? Đây, chắc là móc lộ đấy. Sao nó lại đi chéo ra hẳn ngoài đường mà nó không đi theo lệch tiếp đấy nhở? Lệch đường nào? Cái này không biết là phải không? Chẳng lẽ là cột lộ giới cái này à ta? Đấy, chắc là người ta trồng đấy, nhưng mà nó móc lộ giới người ta đo như thế mà. Vâng, có khi... Có khi là người chuẩn đoán là sâu làm nhà này, còn đây là để là... Là đường. Đường. Vâng. Móc lộ giới đấy, vâng. Xuống thẳng đây này. Dạ. Có khi thế thật. Vâng. Cái một cái hàng cột này thường là Ngân thấy là cái cột lộ giới thì người ta hay chôn nó cao hơn đây này và bên trên thì nó có sơn màu đỏ vào để cho dễ nhìn cái cột này thì thấy một hàng mà lại sát sát nhau nho nhỏ này thì không biết là có phải không, bởi vì thường là lộ giới thì nó một cái khoảng cách nó rất là xa thì nó mới có một cột, còn cái này thì thấy san sát nhau có khoảng độ 2 mét mấy là một cột này mà mỗi cái vườn nhà bên này là có thôi. Nên là cũng chưa biết là không phải không. Nhưng mà nếu mà cột lộ giới đến đây thì diện tích nhà bà ra thì cũng còn được khoảng độ tầm 5 mét. Cái này phải có bên địa chính ông bà của chú ạ, thì cái này mình mới có thể là biết chắc chắn được. Bởi vì là cái phía sau á là rất là khó để làm sâu ra. Cho nên đang dự tính nếu mà dư ra tầm khoảng độ 3 mét thì mình làm ra một cái gian ở bên ngoài này. Làm phòng khách, còn bên trong kia sẽ sửa hoàn toàn lại để thành một cái ngôi nhà, các phòng ngủ với lại nhà bếp ở bên trong.
Với hôm vừa rồi là mưa nhỏ nhỏ này chắc là chưa đến nỗi dột đâu bà nhỉ? Thỉnh thoảng nó có một giọt thôi. À, vâng, mưa nhỏ ấy, mưa phùn. Cháu vừa đo cái này là bà, bởi vì là cái phía sau ấy thì nó rất là sát với cái tà ly đất. Thì nếu mà mình xây sát vào đấy thì mùa mưa thì nước rồi đất nó chảy vào hết cái tường nhà, mặc dù nó về trước mắt nó không vào trong cái nhà nhưng mà nó sẽ lâu lâu nó sẽ ẩm hỏng cái tường nhà luôn ấy. Vâng. Thì cháu đang định nhờ đo ở đây, nếu mà để đo như thế này để cháu về cháu làm việc lại bên chính quyền địa phương với lại bên địa chính của xã để hỏi ý kiến đó. Ví dụ như từ đây ra là còn 12 mét rưỡi như thế thì mình xây từ đây ra thì khoảng độ 3 mét chẳng hạn. 3 với chiều này thì nhân với 4 mét thì nó thành 3, 4, 12 thì sẽ làm được một cái gian phòng khách ở ngoài này. Vâng. Đấy, cháu đang tính như thế. À, còn sân thì mình cứ lợp hẳn ra bên ngoài kia thì sau này ví dụ như người ta có dỡ thì dỡ, còn không dỡ thì mình cứ để đấy. Vâng. Nên mình chỉ làm cái tạm thôi, cái phần đấy. Vâng. Còn từ chỗ này thì cháu ngăn lên làm một phòng ngủ ở chỗ này. Với đến cái chỗ cột kia bạn. Vâng. Đấy thì chỗ cột kia vào bên trong cái chỗ bức tường kia là sẽ làm một phòng ngủ nữa, là có hai phòng ngủ. Vâng. Là cho các cháu với bà. Còn còn cái nhà bếp ở bên trong kia thì bà cháu mình vào một tí đi, đằng nào cũng vào thôi. Đấy, chỗ này là cái cửa này là sẽ bịt lại đấy bà nhá. Vâng. Nếu mà làm được như thế là nó bịt lại. Vâng. Xong rồi mình đục ở bên này mình làm cái cửa đi từ phòng khách đi vào trong này. Vâng. Một cái phòng ngủ cho các cháu ở đây. Vâng. Đó, đến chỗ này. Vâng. Đến chỗ này thì cháu sẽ ngăn lại, ngăn ngang lại, làm cái phòng ngủ ở đây. Vâng. Còn từ đây vào trong này sẽ làm thêm một cái phòng ngủ nữa. Vâng. Bật điện lên cho nó sáng đã. Đó. Đấy, cái diện tích của cái phòng này thì nếu mà làm được như thế ông bà cô chú thì cũng tương đối là rộng, khả năng là được 10 mét vuông. Đấy, chỗ này là cháu định ngăn này, có một lối đi, để lại một lối đi tầm khoảng độ 80 phân hay 1 mét như này thôi. Vâng. Bê được cái mâm cơm từ dưới nhà bếp này lên thôi. Vâng. Đấy, chỗ này là một phòng ngủ, chỗ kia một phòng ngủ. Còn cái phòng hiện tại nhà bếp này là cháu cũng định là để nguyên. Vâng. Để nguyên là như thế này, mình chỉ sửa sang này thôi. Nâng cao lên xong rồi chát cái tường lại sạch sẽ, lát cái phần đá bên dưới. Còn đi bà, mình bà cháu mình ra đây. Đấy, khu này là để lại làm nhà bếp nguyên trang như thế này này. Wow. Vấn đề như này, chỉ còn sửa sang này đẹp đẽ thôi. Ừ. Còn ra ngoài này thì cháu chỉ xây vào từ đây vào khoảng độ tầm cho là khoảng 2 mét thôi. Để làm cái nhà vệ sinh, nhà tắm cho các cháu thôi. Wow. Còn phía sau này là mình trồng rau hay là làm một cái chuồng gà nhỏ nhỏ bên trên cái phần bên trên kia. Vâng. Đấy, cháu đang tính bởi vì cái đất nó hẹp quá, không phải như hàng xóm nó múc đi thì mình làm nó thoải mái, mà bây giờ làm sát vào chỗ đấy là mùa mưa nó này nó chảy xuống ầm ầm đấy bà. Vâng. Nhưng mà làm kiểu gì làm thì cũng phải là có một cái đường ống nước này, cháu phải đào xuống dưới đất này này, xong rồi chôn cái ống xuống, có khi là phải khoan ở dưới cái nếu mà hàng xóm người ta không cho đi vào đất hàng xóm thì mình phải đục ở bên dưới cái nhà mình lên đấy. Đằng này. Vâng. Tốt nhất là phải làm trong nhà mình, không phải hàng xóm, nhiều khi sau này người ta múc lên thì múc vào cái ống của mình là vỡ hết là lúc đấy là hỏng đấy. Là hỏng đấy. Không được đâu, vì đất bên kia nó đang cao như thế là chắc chắn là về cơ bản lâu dài là người ta vẫn phải múc bạn. Vâng. Cho nên là chỉ có cách là đục cái đường xuống một tí này. Đấy, được đục cái nền nhà mình xuống một tí, xong mình chôn cái ống xuống bên dưới ấy. Vâng. Làm từ trên này là sau này chỗ này thì là một cái rãnh này, cái giống cái cống ấy, mưa thì nó sẽ chảy qua cái đường cống kia, xong chảy vào cái ống này. Wow. Để nó đi luồn ra dẫn ra ngoài đường cơ. Wow. Chứ còn không cái này là mưa nó vào nhà mầm như là trước đây của bà đấy. Mưa nhỏ nhỏ rồi bây giờ vẫn vâng, ướt đấy này. Đấy, mưa nhỏ đấy, nó ngấm vào trong nhà hết đây, rồi. Nó ướt đây này. Vâng, cho nên là phải xử lý cái phần này nó không thì sau này nó rất là phức tạp đấy, mùa mưa tháng 5 tháng 6 này ấy. Nếu mà làm được như thế thì tốt quá, thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là sát với lại bên trong cái phần tà ly đất này. Vâng. Vâng. Đi, bà cháu mình ra đây. Chỗ này thì cháu vá lại, bỏ rộng ở bên kia. À, làm cửa đây. Vâng, làm cửa bên đấy. Nghĩa là đây là đáp lại. Vâng, đây là đáp lại. Làm vâng. Một cái tường nhà. Vâng, một cái tường nhà. Mình làm sát sát ở bên kia. Vâng. Vâng, chỗ này là làm nhà. Cái này tại bây giờ đã, cái đồ của bà với các cháu đang để lộn xộn thôi. Đấy, chứ còn nếu mà gọn gàng cái này rộng đấy. Vâng. Đấy, sửa sang này gọn gàng rộng. Mình nấu bếp củi là làm hẳn ra bên ngoài kia cơ. Vâng. Đấy, còn trong này chỉ sạch sẽ. Vâng. Ăn uống ở trong này thôi. Vâng, đấy, vâng. Thế đấy. Thế là tốt rồi. Vâng, cháu đang tính như thế. Vâng. Bà cầm cho cháu để cháu xem lại cái từ bà cho sát vào chỗ đấy cho cháu cho nào.
Đấy, để cháu xem nó ra được là bao nhiêu đây. Cho là 3,5 mét. Rồi. 3,5 mét sử dụng. Thôi bà cầm cho cháu từ góc bên kia sang. Vâng. Đấy. Sát vào trong cái tường kia bạn. Đấy, cháu sẽ chia cho bên này. Thế nào. Bên này đúng là được 3,9 mét. 3,9 mét. Mà trừ đi, tạm thời là cứ trừ đi khoảng độ 1 mét đi. Là đường đi. Đấy, 1 mét. Cho bà thả cho giúp con vậy. 3,5 mét bên. Cái này là phải cho là 1 mét là đường đi. Còn lại 2,9 mét. 2,9 mét mà để cháu nhân này đàng hoàng thế nào. Có ai đến chơi đấy? Cháu nhân bên. Vâng. 3,5 nhân với 2,9 bằng 10 mét. 10 mét phẩy 15 là một phòng ngủ thì sẽ phòng trên này là sẽ được là 10 mét vuông. Đấy, như vậy là cũng vừa với những cái căn nhà khác mà Ngân hay làm. Bà lại còn giúp cho con từ cái chỗ mà cái tường này. Vâng, từ tường đấy bạn. Con xem nó có hai phòng là có bằng nhau không? Bên này thì cũng thế. Bên này là cũng 3,5 mét. Vậy là hai phòng là sẽ bằng nhau là 10 mét vuông. Nếu mà làm như thế là hai phòng ngủ là trừ lối đi đi rồi là vẫn còn được 10 mét vuông bà. Vâng. Vâng. Phòng nhà bếp thì rộng hơn một tí. Phòng khách thì làm như vậy nếu mà ra được 3 cũng phải tầm 3,5 mét thì là cũng được 10 mét vuông. Vâng. Như thế là được rồi, 10 mét nó cũng thoải mái lắm. Vâng. Cháu làm các cái phòng nhà ngủ khác thì cũng 10 mét vuông là thấy thoải mái rồi. Vâng. Kê được một cái tủ quần áo, kê được một cái giường, mấy cái bàn học cho các cháu rồi. Vâng. Vậy tạm thời là như thế đi. Vâng. Bà thấy làm như thế được không bà? Bà không biết gì, vâng. Cứ cháu làm nào nên cho bà là được rồi. Vâng. Khỏi mưa vào nhà. Vâng. Mong là không mưa, không mưa với lại không dột nữa là được rồi bà nhỉ. Vâng. Đấy, với lại các cháu nó có cái chỗ quan trọng nhất là có chỗ đi vệ sinh rồi sinh hoạt cho nó đàng hoàng là được thôi. Vâng. Vâng. Thôi. Còn nó học bài thì nó học tùy theo. Vâng. Đấy, còn học bài thì cũng không cần phải tính chưa lo lắm. Vâng. Lúc đấy. Nó học hoặc cái giường nó ngủ cũng được. Vâng. Đấy, làm nếu như thế. Nếu mà con có đất thì cho nó một góc nhưng mà nó không có đất thì làm sao? Vâng, không không cái phòng mà tầm 10 mét vuông này là học bài thoải mái bạn. Vâng. Cháu làm nhiều nhà rồi chỉ có phòng có 10 mét vuông thôi. Vâng. Là kê được bàn học, kê được giường, kê được tủ quần áo gọn gàng rồi. À, như đấy. Cái nhà của cháu Quý cũng 10 mét vuông, nhà của cháu Phượng cũng có 10 mét vuông thôi. À. Vâng, cũng đều như thế hết. Vâng. Vâng, tầm đấy là đẹp. Tầm đấy là vâng. Vừa đi. Vâng. Thì thưa anh chứ anh làm nhà khác như thế nào cũng vâng. Làm cho các cháu với bà như thế là được rồi. Vâng, dạ. Còn hỏi bà thì bà cũng không, không biết như nào. Vâng. Không biết tính như nào, không vâng. Biết làm. Vâng. Ê, thì trước mắt thì cháu có cái phương án 2 là sẽ làm lùi ở bên trên kia. Nhưng mà cháu phải bây giờ phải thông qua bên chính quyền địa phương đã. Để xem là cái lộ giới nó có ảnh hưởng gì không. Sau đấy thì cháu sẽ triển khai. Vâng. Đấy, làm như thế thì sẽ đằng sau thì mình chỉ làm ra tầm khoảng độ 2 mét thôi. Nó có cái không gian rất là rộng rãi, vừa được chuồng gà mà cũng làm cái nhà vệ sinh nho nhỏ ở phía sau đấy là hợp lý. Vâng. Mình đổ sạch sẽ làm cái hệ thống nước nữa thôi. Vâng. Vâng. Em có thấy cái cột lộ giới ở đâu không? Okay. Đằng kia có. À? Dưới vườn kia có. Dưới vườn kia nhà, có à? Cái nhà kia kìa, cái nhà xây đây này. À, nhà xây kia có à? Cái đồi keo đấy. Nhà em là ở nhà em là cái nhà này. Vâng. Thì em có biết là cột lộ giới ở đâu không? Lúc làm nhà ấy. Đến lúc làm nhà cái cột nó này thẳng đến đây này đây. Cái cột móc đây, đường là đến đây này. Không, vậy chắc chắn rồi cái cơ nhà em có thấy không? Có thấy cột không? Có. À, thế à? À, em bé. Anh già. Chúc mừng năm mới nhá. Dạ. Năm mới qua rồi. Bác thấy bác lì xì một đồng thôi nhỉ. Cho em bé nhá. Em mua bim bim nhá. Dạ con xin bác. Bác không có nhiều nhá. Mua bim bim thôi nhá. Con xin bác chứ. Chưa biết nói chứ. Chưa nhỉ. À ở dưới này có cái cột à? Có. Có một cột đúng không? Úi rơi đi rồi em. Em cầm cho cháu. Bà cứ ở đây nhé để cháu thử xuống dưới này xem là có cái cột này cháu phải đi kiểm tra kỹ để xem chắc chắn là đâu nhà bên qua đây gì nhà xây ở chỗ ngay cái góc này gì Ngân sẽ ở đây ông bà ông chú là cái con đường này thì hiện tại là rất là vắng xe đi lại nhưng mà nghe đâu thì sau này sợ là
về cơ bản là quy hoạch thế thôi, nó chưa biết là có mở rộng hay không cái này ấy. Nhưng mà theo cái quy hoạch của nhà nước thì mình vẫn phải tuân thủ theo. Cái xuống như này xem có cái cột nào không. À đây rồi, Ngân thấy có một cái cột đây. Cột này đấy. Cột này mới là cột lợi giới này. Đấy, trong này nó có một cái cột đỏ đỏ đây. Từ đây ra thì không biết là bao nhiêu mét nhỉ. Từ cái cột này ra. Cái hàng rào này kỹ thế nhỉ. Bằng thép gai này, xe cái gì đây. Ui, cái này sợ đổ ấy. Ôi nhà này xây đẹp thế mà lại không... Nhà xây đẹp mà không không bên ngoài này không chưa làm cái gì nhỉ? Không, để áng thôi. Bây giờ mình không cần để đo chính xác nữa, vào trong này vườn thì người ta. Từ đấy ra mình nghĩ là khoảng độ tầm khoảng độ từ đây ra khoảng độ 5 mét thôi. Ờ. Nên là tầm khoảng độ 5 mét thôi. Nhà em có chắc không ấy? Thế à? Nhà em là chắc là làm có lúc đấy làm nó cũng sát vào cái em nhà đấy. Nhưng mà lúc mà làm đấy có chính quyền địa phương có nói gì không? Không, không có nói gì đâu. Đây nhà em chả phải đút cái gì cả. Không đút được, không đút, nhưng mà khi mà làm thì sợ người ta bảo là mình làm ra đất này đất kia không ấy. Không rồi, đúng rồi, không? Rồi nhà em làm không thấy bảo gì. Không thấy nói sợ đến gì cả. Thế à. Ngân thử lên nhà của em trên này. Đấy, đất của nhà em là chỉ đến chỗ chỗ này. Vậy là từ cái nhà mà ra lộ giới thì cũng tầm khoảng được thêm 5 mét thôi. Ngân thử xem nào. Hai mét rưỡi này. Thì cho là 3 mét rưỡi nữa. Vậy là 6 mét. Từ trong nhà ra đấy là 6 mét. Nhà hai cháu là còn lại 12 mét rưỡi hồi nãy. Vậy là còn có thể là mình làm được tầm cỡ khoảng 6 mét nữa. Là còn 6 mét. Làm ra tầm 3 mét thì được. Được bà. Vâng, đo như thế là vẫn làm ra nhà phía trước này được khoảng 3 mét nữa, thoải mái. Xong rồi làm ra được cái sân nữa. Khoảng sân tầm 2-3 mét thì để xe, để cộ các cháu đi học nữa. Đấy, đo nếu mà theo như thế. Nhưng cái này thì hôm làm thì sẽ hỏi lại chính quyền thêm một lần nữa, mình báo cáo với họ thôi. Đấy, cái này là việc của cháu lo. Đó. Vậy là được, vẫn làm thua thì được. Ngân cũng rất là mong quý ông bà, cô chú, các anh chị là sẽ tạo điều kiện thì giúp đỡ thêm về cái phần kinh phí. Mặc dù là nhà của hai cháu thì chỉ có làm thêm ra nhà vệ sinh ở phía sau thôi. Thậm chí nếu mà không làm trước, phía trước không làm ra được thì phải làm nhà bếp cho phía sau thôi. Tuy nhiên là cái phần sửa của ngôi nhà thì hiện nay là theo như Ngân thấy là ngôi nhà đang gần như là chỉ được mỗi cái khung xây gạch lên thôi. Còn mọi cái thì lại phải sửa lại hết. Mái rồi phần nền rồi tất cả mọi thứ thì gần như là phải làm lại như là làm mới luôn bạn. Thậm chí là sẽ còn tốn cái công để sửa hơn. Nhưng mà mình sửa thì có khi lại thợ anh em lại làm nhanh hơn. Cho nên là rất là mong quý ông bà, cô chú, nhà hảo tâm trong nước ngoài nước thì sẽ ủng hộ thêm cái phần kinh phí nữa. Để Ngân có thể là hoàn thiện cái ngôi nhà sớm nhất cho hai cháu Hương và cháu Hoa. Bởi vì thực sự cũng rất là cấp bách ông bà, cô chú ạ. Cái gì chứ cái phần mà nhà vệ sinh mà không có thì rất là khổ. Đặc biệt là những cái hôm mà thời tiết mà mưa giá rét như này thì nó còn bất tiện hơn rất là nhiều. Bây giờ mà không làm ra phía trước được thì Ngân không biết là làm cái cách nào luôn cái nhà này. Bởi vì là cái diện tích bên này nó có 4 mét này, khó làm lắm. Sát sẵn sạt vào cái tà ly như này thì không biết làm kiểu gì. Có. Còn đằng trên này thì Ngân cũng đã sới tạm mấy cái những cái gốc cây ngày trước đi rồi. Bây giờ chỉ có
để này thì cho bà với lại hai chị em này hướng dẫn này trồng được cái rau cỏ trên này thì được. Cái đất này thì Ngân nghĩ là trồng được này. Hiện tại giờ mấy cái cây thì đã nhổ hết gốc đi rồi. Có một phần nữa Ngân cũng rất là lo ngại là sẽ phát sinh rất là tốn kém, là cái phần mà hệ thống nước chảy từ phía sau này ra phía trước ông bà của chú ạ. Bởi vì là từ trong này mà ra bên tận bên ngoài đường thì tầm cỡ khoảng độ 3 đến 40 mét thôi. Tuy nhiên là phải dùng cái loại cống rất là to này. Thứ hai là hiện tại là cái đất làm nhà thì nó rít hết rồi. Bây giờ muốn là phải cho anh em thợ là đục cái nền nhà xong rồi chôn sâu xuống bên dưới thì mới an toàn được. Còn bên hàng xóm thì cũng không thể nào đi qua đất cái hàng xóm, bởi vì là hiện tại là cái đất của hàng xóm là nó còn cao như thế, mình chôn xuống khoảng độ 30-40 phân này là sau này khi mà gia đình người ta mà có múc đất ấy, thì múc ngay vào cái ống nước của nhà mình ngay, mà mình đào xuống cả mét ấy, thì lại rất là khó, không thể đào được. Thành thử ra là cả một cái vấn đề trên ngôi nhà của cháu Hương với cháu Hoa. Ban đầu Ngân nghĩ là chỉ múc một xuống một tí thôi thì bình thường nghĩ là như thế, nhưng mà thực sự là khi múc rồi mới thấy nó cái độ sâu của nó như thế này, cơ bản là cái chiều rộng của nó hẹp quá. Thành thử ra là khi mà múc xuống tầm 2 đến 3 mét như này thì thấy nó rất là sâu. Nhưng cứ tưởng là sửa nhà thì nó sẽ đỡ tốn kém hơn, nhưng hóa ra thì bây giờ tính lại thì mới thấy là nó rất là tốn, thậm chí nó còn tốn hơn là làm nhà mới luôn. Hình như là thấy có cháu Hương và cháu Hoa về dưới đấy rồi. Xin chào. Ui rồi, cái cặp to thế. Mới đi học về à? Rồi, tí nữa lên đây chào các ông bà nhá. Đợt khít về nhà hàng xóm này đi lại cũng không đi được nữa. Đấy. Đây, ra đây, Hương ơi. Hương ơi, Hoa ơi. Ra đây con. Ra đây, có dép chưa? Có rồi. Có rồi à? Chờ chị Hương ra để chào các ông bà nhá. Lâu ngày lắm rồi. Thế nào, hai chị em ăn Tết có vui không Hương? Hương có vui không ạ? Có được bao nhiêu tiền lì xì? Hương được bao nhiêu, có đếm không? Không ạ. Không à? Bây giờ còn đồng nào không? Còn. À, còn bao nhiêu tiền? Bà. Hả? À, cho bà cất à? Dạ. Hoa có nhớ là được bao nhiêu tiền lì xì không? Con không biết gì, ông bảo con là 100 mấy. Không được 100 mấy á? Dạ. Thế Hương cũng được từng đấy à? Dạ. Cho bà cất đi rồi đúng không? Dạ. Cất đi để dành nhỉ? À, bây giờ thì hai chị em Hương trước đi nào. Hương chào các ông bà, chào các cô chú đi nào. Con chào các ông bà, con chào các cô chú ạ. Rồi. Con chào các ông bà, con chào các cô chú ạ. Rồi. Ngày hôm nay chú Ngân về để thông báo là cũng tìm cách để làm nhà cho các cháu, sửa nhà chính lại với lại làm nhà vệ sinh lại thì có nó nhiều cái khó khăn nhưng mà các cháu là chưa biết được đâu. Nhưng mà chú Ngân sẽ sắp xếp để làm nhá. Chú sợ hai đứa là thấy trong năm thì chú Ngân bảo là qua Tết thì sẽ làm luôn. Nhưng mà bây giờ là cũng qua Tết vài hôm rồi mà chưa thấy chú Ngân triển khai cái gì thì sợ hai chị em là mong mỏi quá lại ngóng trông nhá. Để lo là chú Ngân không quay lại, cho nên là ngày hôm nay là chú quay lại đây để tìm cái phương án để làm như thế nào để cho hai chị em có sớm có nhà để tắm giặt nhá. Thế mấy hôm vừa rồi là hai chị em là tắm giặt ở trên cái tấm này luôn đấy hả? Dạ. Không có che có gì lại này. Bà thì cũng lớn tuổi rồi cho nên là lạnh thế này thì nếu mà không quá là bẩn thì chỉ lau người thì thôi nhá. Dạ. Chứ tắm ở dưới đây lạnh lắm. Để ông bà của chú thấy là rất là ái ngại về cái phần mà thời tiết giá rét như thế này. Mà cháu là phải ở giữa gọi là giữa thanh thiên và nhật này thì rất là khổ ông bà của chú. Thứ hai cái mà Ngân lo ngại đặc biệt là những cái vùng quê vùng nông thôn hẻo lánh như này là lo nhất là cái chuyện ví dụ như các cháu mà tắm ở đây thì có những cái thành phần mà không có tốt đẹp á, có thể là người ta ở khắp trên vườn hay khắp trên cái đồi này người ta sẽ có những cái hành vi là
xấu. Đấy, cái điều đấy là thật sự là có xảy ra rất là nhiều rồi, cho nên là cũng rất là ái ngại. Ngân thực sự là cũng mong quý ông bà cô chú là cũng sẽ hỗ trợ thêm, giúp đỡ thêm để Ngân có cái phương án làm nhanh nhất có thể, hiệu quả nhất có thể để giúp đỡ cho các cháu. Chúng Ngân sẽ xem là cái cách làm như thế nào cho nó hợp lý đã nhé. Dạ. Xong rồi chúng Ngân sẽ sớm để làm giúp đỡ cho các cháu nhé. Dạ. Cứ yên tâm thôi nhé, yeah, cố gắng nhé. Ngày hôm nay thì cũng quá hơi là muộn rồi, chúng Ngân chờ hai chị em đi học về. Hôm nay là tuy là hết Tết rồi nhưng mà nghe hai chị em cũng biết tiết kiệm tiền như vậy thì chúng Ngân sẽ lì xì thêm cho hai chị em mỗi người 50.000 nhé. Đó là bằng nửa cả Tết nhỉ. Cả Tết năm vừa rồi thì hai chị em có được có người có 100.000 à. Cho bà cất cái này thì tí có bà có cất hay không thì tùy hai đứa nhé, hoặc là đi học để ăn sáng nhá. À. Con xin chú ạ. Rồi. Chú Ngân cũng không có nhiều đâu nhé. Bởi vì là Tết thì chú Ngân không có vào được, nhà ở xa thì chú Ngân không vào được, cho nên là bây giờ lì xì cho hai chị em như thế để mừng tuổi, để mạnh khỏe học giỏi thôi nhé, gọi là tinh thần thôi nhé. Thưa quý ông bà cô chú các anh chị cùng các bạn, thì Ngân cũng ngày hôm nay là về đây cũng chia sẻ với ông bà cô chú như vậy ạ, thì cũng rất là mong là sẽ nhận được thêm những cái ý kiến đóng góp góp ý của quý ông bà cô chú để Ngân có cái phương án làm giúp cho hai cháu sửa lại nhà với làm cái nhà vệ sinh, nhà tắm ra cho nó hợp tình hợp lý và hiệu quả nhất. Bởi vì là Ngân cũng thấy nó có nhiều cái rất là nhiều cái phức tạp khi mà giúp cho các cháu như thế này, cho nên là mong quý ông bà cũng giúp đỡ về cái kinh nghiệm làm. Và đặc biệt nữa là cũng mong là sẽ nhận thêm được cái nguồn kinh phí của quý ông bà cô chú. Video ngày hôm nay thì Ngân cũng sẽ khép lại tại đây thôi ạ. Bây giờ thì Hương lại chào các ông bà, cảm ơn các bà đi con. Con chào các ông bà, các cô chú. Con cảm ơn các ông bà, các cô chú rất nhiều ạ. Rồi. Con chào các ông bà, con chào các cô chú ạ. Con cảm ơn các ông bà, các cô chú nhiều ạ. Rồi, hai chị em nói giống nhau quá nhỉ. Rồi, bây giờ thì chúng Ngân tạm chia tay ở đây nhé. Chúng Ngân sẽ quay lại sớm thôi nhé. Vâng ạ, Ngân sẽ khép video lại. Xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị cùng các bạn. Con chào các ông bà, con chào các cô chú ạ.